Vâng, giới thiệu với các bác, đây là phố Trưng Nghị, một trong những con phố cổ của quận Hà Đông. Phố Trưng Nghị thì bắt đầu từ đường Quang Trung. Đấy, đường Quang Trung đến số nhà 15, 17 đường Quang Trung này, các bác rẽ phải vào. Đấy, phố Trưng Nghị là bắt đầu từ đường Quang Trung và kết thúc nối vào đường phố Trần Hưng Đạo. Và tiếp theo đó là chợ Hà Đông. Đoạn phố này cũng ngắn thôi, bây giờ mời các bác cùng đi tham quan con phố này nhé. Đây được coi là một trong những cái phố cổ của Hà Đông và kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Chiều dài của con phố này thì vào tầm khoảng độ 200m thôi. Đây, phía bên trái chúng ta đây là nhà thờ đấy. Đây là trung tâm chính trị quận ủy Hà Đông. Tuy nhiên đây là một cái cơ sở của ban ngành thôi. Và cái giao của chúng ta đây là phố Minh Khai. Đây, vị trí này là giao với phố Hoàng Văn Thụ. Đây, phía trước chúng ta đây là phố Trần Hưng Đạo nhé. Và phía trước đây là chợ Hà Đông. Đấy, như vậy phố Trưng Nghị đến đây là hết. Các bác nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé. Đa tạ các bác.